Thưa quý vị, thưa các bạn, đẩy mạnh các hoạt động kết nối giao thương, tăng cường kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ các nhà cung ứng địa phương kết nối với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu, thâm nhập và phát triển thị trường quốc tế là một trong những hoạt động được ngành công thương nỗ lực thực hiện sau thời gian thị trường chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022 với sự tham dự của hơn 400 doanh nghiệp từ 23 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ có quy mô gấp 5 lần so với năm 2020 đã tập trung giới thiệu các sản phẩm đặc sản thế mạnh của các địa phương. Đây cũng là một trong những nội dung triển khai các đề án cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã ở các địa phương tiếp cận thị trường. Năm nay thì chúng tôi đã như báo cáo là chúng tôi tập hợp được trên 20 tỉnh, thành phố, địa phương. Đây là một cái hoạt động rất là có ý nghĩa trong thời gian qua. Nó sẽ giúp được là các nhà sản xuất ở các địa phương là sẽ tiếp cận được những cái nguồn thông tin hay là những cái yêu cầu từ nhà phân phối đến là nhà nhập khẩu nước ngoài, cho đến là các tổ chức xúc tiến thương mại cập nhật được những cái xu hướng thị trường trong năm, trong thời điểm gần nhất, và để họ có những cái phản ứng về cho thị trường một cách phù hợp và kịp thời, nắm bắt được những cơ hội thị trường. Đó là một cái hoạt động mà rất là phù hợp cái mà chúng ta thời gian gần đây hay nói đến, đó là gì? Hoạt động xúc tiến thương mại theo chuỗi giá trị. Đây là lần thứ hai chương trình kết nối giao thương được cơ quan trung ương và các địa phương phối hợp tổ chức. Chương trình nhằm mục đích giúp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, kết nối hiệu quả nhà cung ứng địa phương với hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại theo vùng và các nhóm sản phẩm tiềm năng. Tôi đánh giá rất cao Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức cái hội nghị này để tạo cái điều kiện kết nối các địa phương, kết nối các nhà sản xuất với các đơn vị cung ứng và tiêu thụ sản phẩm. Đây là một cái hoạt động mà rất có ý nghĩa để đảm bảo chúng ta trong cái chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 theo chủ trương chung của chính phủ. Chúng tôi cũng mong muốn là qua cái việc tổ chức sự kiện cũng như là giới thiệu các cái sản phẩm tiềm năng của địa phương đến với người tiêu dùng ở trong nước cũng như là các cái thị trường xuất khẩu tiềm năng là cái việc làm rất có ý nghĩa và cần thiết phải tổ chức thường xuyên. Chương trình kết nối của Bộ Công Thương, chương trình này là chương trình quốc gia, thì đây là một chương trình thực sự là rất tốt, rất phù hợp cho các địa phương trong việc quảng bá, giới thiệu các cái sản phẩm đặc sản, các sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đặc biệt là trong khi mà chúng ta đã cơ bản khống chế dịch Covid này, thế thì cái chương trình này ấy, nó sẽ đem lại cho các doanh nghiệp, các địa phương cái việc là chúng ta, các doanh nghiệp đến đây thì sẽ trưng bày giới thiệu tất cả các sản phẩm với người dân thủ đô và với các cái doanh nghiệp xuất khẩu và các đầu mối. Sở Công Thương tỉnh Hà Giang đánh giá cao cái việc là Cục Xúc tiến Bộ Công Thương đã chủ trì tổ chức cái sự kiện kết nối giữa nhà phân phối và các nhà sản xuất trong thời gian sau Covid. Thế là thông qua sự kiện này thì tỉnh Hà Giang mong muốn là được kết nối các sản phẩm nông sản của tỉnh Hà Giang vào hệ thống tiêu thụ hiện đại. Mong muốn thông qua cái sự kiện này thì các sản phẩm của tỉnh Hà Giang sẽ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường tiêu dùng của thủ đô và các thị trường xuất khẩu trong thời gian tới. Năm nay thì Cục Xúc tiến của Bộ Công Thương tổ chức cái hoạt động kết nối này rất là có ý nghĩa. Cái đầu tiên thì là các cái doanh nghiệp của tỉnh Tuyên Quang nói riêng và các cái tỉnh miền núi phía Bắc cũng như là Bắc Trung Bộ nói chung là có cái sản phẩm đặc sản của từng địa phương thì mang đến để tuyên truyền giới thiệu, và các cái nhà cung cấp người ta cũng đến đây dự cái hội nghị, người ta có thể thấy tận mắt chứng kiến tận nơi những cái sản phẩm mà có cái đạt cái chất lượng ô cốp cũng như là cái đặc sản của từng vùng miền, đặc biệt là Tuyên Quang có rất nhiều cái sản phẩm mà có cái thiên nhiên ưu đãi và tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng khá tốt và có cái xu hướng là theo cái hướng hữu cơ, cho nên là được cái thị trường của trong nước cũng như là thị trường Hà Nội này rất là ưa chuộng. Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động đẩy mạnh liên kết, khai thác tốt thị trường nội địa, tìm đầu ra cho sản phẩm, đảm bảo không làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang cần sự hỗ trợ của các cơ quan chính phủ, địa phương trong việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trực tiếp giữa các địa phương, đưa hàng hóa Việt vào tiêu thụ trong các hệ thống, chuỗi siêu thị lớn, cũng như kết nối với các doanh nghiệp xuất khẩu, tổ chức xúc tiến thương mại. Chúng tôi đánh giá những cái chương trình xúc tiến thương mại như thế này
có hiệu quả rất là tốt đối với những cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của các tỉnh khác, nhằm có cái cơ hội để tiếp cận được những cái khách hàng tiềm năng tại những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, cũng như tiếp cận được những cái khu có nhiều khách du lịch nước ngoài. Qua cái chương trình xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương như thế này, chúng tôi cũng rất là cảm ơn Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang đã tạo điều kiện cho các công ty như chúng tôi được quảng bá cái sản phẩm tốt nhất. Qua cái thời kỳ Covid vừa rồi là chúng tôi cũng rất là chậm về tiến độ là quảng bá sản phẩm. Cũng rất là may, mong muốn là các cấp ngành, các bộ là phát triển và đẩy mạnh cái các chương trình như thế này thì chúng tôi được quảng bá hình ảnh của sản phẩm của công ty. Đến với cái chương trình kết nối như thế này thì tôi nghĩ là sản phẩm của một đỉnh núi có thể mang xuống thủ đô, có thể tiếp cận được người tiêu dùng, tiếp cận được người dân của thủ đô Hà Nội và khách quốc tế nhân dịp SEA Games như này. Thì tôi thấy là nó là một niềm vinh dự của những người mà đang làm những sản phẩm, mà sản phẩm rất đặc biệt, đó là trà San Tuyết cổ thụ của Yên Bái. Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022 được tổ chức đã góp phần cung cấp thông tin, giải pháp giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Các hoạt động của chương trình cả trực tiếp và trực tuyến đã góp phần kích cầu tiêu dùng trong nước, giúp doanh nghiệp Việt Nam phục hồi và phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu.